Xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ màn hình để theo dõi phóng sự làm thế nào để hỗ trợ cho các bạn thì họ nhìn cho khách, còn không thì có những tên kia họ sẽ ngồi đây để tạo ra một cái cảnh giống như thật. Và chúng ta có thể thấy là rất nhiều người đến ngồi họ đến thăm. Tất cả những cuộc thi như là cuộc thi đánh vần, cuộc thi vẽ dành cho trẻ em đang là mục tiêu các trẻ em khác cho người ta xem. Hình ảnh chợ Bến Thành trong khu đây, khu vực nhìn thấy kỹ là tên bằng đó. Và đây là và cũng lưu ý đối với những ai mà muốn sau này muốn tổ chức những hội chợ tương tự thì cách làm của các em sinh viên ở đây á là cái máy tranh này đó thì trước khi mà được dựng lên là họ cho tẩm một cái chất để chống cháy ha. Lưu ý là phải tẩm một cái chất để chống cháy à, thì khi đó cũng được mà ban tổ chức cũng như là cơ quan phòng chống cháy mới cho phép đặt ra những cái này. Chúng ta nhìn lại một lần nữa là cái chùa Quán Sứ rất là đẹp nhìn từ xa, cũng như là những vật đó phía kia. Bây giờ chúng ta sẽ rời khu làng Việt Nam để đến với thương mại cũng như con đường chính dẫn vô sân khấu. Khu thương mại cũng được đông đúc người xem ghé thăm từng gian hàng để xem họ có những cái gì hay, những cái gì giới thiệu, những cái gì khuyến mãi dành cho người tiêu dùng. Và do sau khi vừa vào cổng chính thì có thể chúng ta có thể thấy là Wells Fargo phía bên phải cũng như là một hình ảnh rất quen thuộc đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, đó chính là thương hiệu V247. Cũng như mọi năm, V247 cung cấp cho quý khán giả những thông tin hữu ích về sản phẩm, và đặc biệt năm nay thì nhân dịp hội chợ này, V247 có dịp thông báo cái học bổng dành cho các con em người Việt. Và trong dịp này thì mọi người cũng có dịp quay cái Lucky Draw để xem thử là có thử có trúng được cái thẻ gọi điện thoại gift card hay không. Và cái lần này rất đơn giản, tức là mọi người chỉ cần quay vào cái chữ One Clip thì có thể trúng. Đó, như là như chú này là trúng rồi đó. Và mọi người rất là hứng thú khi mà được quay mà đúng. Quay chiều kim đồng hồ, quay chiều kim đồng hồ. Là rất quen thuộc. Thành ra mọi người, và sau khi đi một vòng theo cá nhân của chị thì rất nhiều cái quay mà họ thu hút được khách hàng là nhờ cái vòng quay gọi là price view này. Tại vì mọi người rất là familiar với cái dạng này, tức là chỉ cần đến xếp hàng mà quay thế nào là cũng có cơ hội trúng một cái gì đó của nhà tài trợ. Còn quý vị thấy là có hàng trăm ngàn người đổ vô
nay buổi sáng đi trời có vẻ âm u tí xíu, nhưng mà ngày hôm qua trời nắng rất là đẹp, cũng như ngay thời điểm chúng đang quay thì là thời tiết nắng rất là đẹp, khoảng cỡ sáu mươi mấy gần 70 độ F, địa điểm lý tưởng dành cho mọi người dẫn con cháu đi tham quan những gian hàng, đi xem cái làng Việt Nam có những traditional của Việt Nam để chụp hình, rồi quay phim, có những kỷ niệm đẹp, cũng như là vào khu ăn uống mà có dịp quý vị có thể thấy ở xa kia. Trong cái khu ăn uống đó thì lưu ý đối với những người nếu mà làm thể chất á, thì phải xin cái approval từ hết từ cái cơ quan food để make sure là mọi người được quyền bán đúng giờ. Tại vì rút kinh nghiệm từ những cái hội chợ khác đó, thì chúng tôi thấy là có những hội chợ là tới cái giờ rồi nhưng mà người ta cũng chưa được bán, là vì chưa có những cái giấy đó. Ok, video đến đây xin phép tạm dừng phần 2. Chúng tôi sẽ quay tiếp phần 3 rõ hơn để cho chúng ta thấy được làm thế nào hội chợ của Tổng hội Sinh viên miền Nam tổ chức được thành công, mỹ mãn và thu hút hàng trăm ngàn người dân ở khu vực lân cận, các nước ngoài cũng như là những người đi travel về Cali nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Xin cảm ơn.